Còn vào lúc này thì tại đồng bằng sông Cửu Long đang là mùa mưa, diễn biến thời tiết thất thường, sáng nắng, chiều mưa sẽ tạo điều kiện cho một số bệnh gây hại cho tôm phát triển. Cái mùa này đối với người nuôi tôm là rủi ro cực lớn, vì mùa này là con tôm nó bị mắc rất nhiều loại bệnh. Ví dụ như là tôm bị đứt râu, sâu đuôi, đen mang, tôm yếu thì bị rong tảo bám vào lưng rồi chết. Mùa này người nuôi tôm gặp rủi ro nhiều nhất. Cũng chính vì thế cái việc chăm sóc tôm trong mùa mưa, nhất là những cơn mưa liên tục kéo dài gây nhiều khó khăn cho người nuôi, kể cả những người nuôi đã có nhiều kinh nghiệm. Theo kỹ sư thủy sản Lê Anh Xuân thì trời mưa, một số tác động mà người nuôi tôm thường gặp phải như nhiệt độ giảm. Mưa thường có nhiệt độ thấp hơn môi trường từ 5 đến 6 độ C, nhưng có thể thấp hơn nhiều nếu kết hợp với áp thấp. Trời mưa khiến độ mặn, độ pH và oxy hòa tan trong ao đều bị giảm đột ngột, tảo giảm mạnh, nồng độ khí độc sau đó được tạo ra nhiều hơn. Các nhóm vi khuẩn bất lợi gây bệnh sẽ thay thế các nhóm vi khuẩn có lợi. Tôm lột xác nhiều và có nguy cơ mềm vỏ vì lột do bị kích thích đột ngột. Như vậy là hiện tượng tôm chết có thể xảy ra do các yếu tố môi trường và mầm bệnh bùng phát. Tỷ lệ tôm chết khi có mưa dao động từ 2 đến 3%, thậm chí tới 50% nếu mưa kéo dài cả tuần, và chết 100% nếu mưa lớn kết hợp với mất điện. Để khắc phục những vấn đề trên thì thạc sĩ công nghệ sinh học Lê Anh Xuân sẽ có những lưu ý với bà con để có cách xử lý hiệu quả kịp thời gặp những trường hợp như vậy. Trong ngày chúng ta phải nên xem cái đám mây, xem dự báo thời tiết, xem cái đám mây để sẵn sàng có thể đến cái cử cho tôm ăn, nhưng chúng ta có thể dừng không cho tôm ăn nữa để chúng ta tập trung, chúng ta chạy quạt để phá vỡ được cái sự phân tầng nhiệt độ để cho con tôm nó tốt hơn, môi trường nó đỡ xáo trộn hơn, và lúc đó thì nó cũng giảm chi phí cho bà con. Cái thứ hai đó, trong cái mùa mưa là bà con là cái độ kiềm nó rất thấp, chính vì như thế nó sẽ dễ đến các cái bệnh như mềm thân, và đặc biệt trong cái mùa mưa đó, là mà nuôi với con tôm thẻ mà siêu tôm căn đó, thì hiện nay như các cái bệnh như là bà con hay dùng cái từ đó là tôm chết cục thịt đấy, thì thật ra đó là do cái hàm lượng NO2 nó rất là cao. Mà như trong những cái trường hợp như vậy ấy, thì bà con chúng ta thay nước mà cứ thay nhấp, thay 5-10%, 20% là càng chết. Chính vì như thế bà con chỉ có thay nước ấy, khi NO2 mà nó cao, mà tôm mà chết kiểu cục thịt như thế, thì bà con có thể thay 100% trong vòng một ngày. Thì như vậy mới cứu được bầy tôm. Và muốn để giảm được cái vấn đề mà là NO2 cao thì bà con sử dụng các cái chủng vi sinh vật hay enzyme thì nó cũng phải mất thời gian, nó cũng tương đối 5-3 ngày. Nhưng mà bà con có thể cho, nếu như cái vùng độ mặn thấp thì bà con có thể dùng nâng cái độ muối lên một tí xíu đó, rồi tăng cái hàm lượng oxy có thể là ngoài cái máy oxy của chúng ta chạy thì bà con có thể bỏ thêm một ít oxy bột. Những tư vấn rất cụ thể từ chuyên gia, và hy vọng rằng bà con đã kịp ghi nhớ để phòng ngừa hiệu quả bệnh hại cho đàn tôm của mình. Và cảm ơn phóng viên Quang Hạnh về những tin tức nông nghiệp nông thôn vừa rồi.